Tử vi thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của 12 Cung Hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của 12 Cung Hoàng đạo nói rằng Bạch Dương rất thông thái, chăm mở mang đầu óc sức mạnh thuyết phục của bạn lớn đến mức bạn có thể thuyết phục mọi người làm những gì họ không muốn. Hôm nay sự quyền lực này sẽ mang lại kết quả đáng kể cho công việc, học tập của cứu. Bạch Dương nghĩ mình cần cải thiện ngôi nhà và tính cách của bản thân để hòa hợp được với những người xung quanh. Ai đang có xích mích với cha mẹ thì hôm nay sẽ làm lành. Tinh thần thể thao của Bạch Dương sẽ được nâng cao, bạn thích tập thể dục hơn mọi ngày nhưng lưu ý là đừng có tập quá sức nhé. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 12 và 56. Hai Cung Kim Ngưu tử vi 29 tháng 9 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu cô đơn, hay tuổi hơn, dễ giận dỗi những người xung quanh mình khi không được quan tâm. Đã đến lúc bạn ngừng chạy trốn khỏi những vấn đề của mình và đứng lên đối mặt với chúng. Buổi sáng có thể bạn sẽ hơi chán nản và không muốn đi làm nhưng phải cố gắng lên nhé. Những người thân yêu của Kim Ngưu sẽ cảm nhận được sự hào phóng về vật chất của bạn trong ngày hôm nay. Bạn cũng dành nhiều thời gian để ở bên người kia, nhất là những bạn nữ. Nếu cơ thể có vấn đề thì Kim Ngưu nên đi khám càng sớm càng tốt để không bị nặng thêm, đừng tiếc tiền đi khám, để lâu thì bệnh càng nghiêm trọng đó nha. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 87 và 99. 3. Cung song tử song tử trở nên điệu đà và tự tin hơn mọi ngày, bạn tỏa ra năng lượng tích cực. Bạn rất quyết đoán và tự tin trong ngày hôm nay. Điều này sẽ tăng tốc độ của bạn và làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn. Chòm sao này chẳng sợ gì chỉ sợ bản thân không đủ lực để cố gắng người bạn đời hoặc người yêu của song tử có thể cảm thấy rằng bạn không thể thể hiện cảm xúc theo cách đúng đắn điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người khuyên bạn nên sống đúng với cảm xúc của mình dù may mắn có thể đến với bạn trong một số trường hợp song tử vẫn cần thư giãn và đừng quá tham công tiếc việc con số may mắn của song tử ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 23 và 67. Bốn, cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải muốn làm điều tốt và tôn vinh bản thân lên gấp nhiều lần. Tâm hồn và tinh thần của bạn đang ở trạng thái tích cực điều đó giúp bạn dễ dàng thấu hiểu cảm thông cùng những người khác hoặc gật đầu đồng ý trước những lời đề nghị mang tính cá nhân cự giải sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu sự gần gũi này có thể mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc hơn và cả hai sẽ có một buổi tối lãng mạn cự giải nên thư giãn đầu óc bạn nên lên kế hoạch đi chơi cùng gia đình hoặc học thêm một ngoại ngữ kỹ năng mà bạn cảm thấy thích con số may mắn của cự giải ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 55 và 89. Nam, cùng sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử sẽ thành công trong việc tránh mọi cuộc đối đầu với những người khiến bạn khó chịu. Đó là cách đúng đắn để trau dồi tính kiên nhẫn trong công việc. từ khóa của ngày thứ sáu này là chất lượng không phải số lượng vì vậy trong một mối quan hệ sư tử thực sự cần tìm hiểu về đối phương đừng quá lo lắng trực giác sẽ mách bảo bạn về điểm chung giữa hai bên sư tử nên ưu tiên các món ăn dễ tiêu tốt cho dạ dày như phở cháo ngũ cốc hạn chế rượu bia thuốc lá vì nó có thể khiến sức khỏe ngày càng suy giảm. Con số may mắn của sư tử ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 34 và 45. sáu cung sử nữ tử vi phương tây cho thấy sử nữ hay lo lắng về những chuyện không đâu hay có cảm giác bất an khi mặt trăng vuông góc với tiểu hành tinh juno này sử có thể bắt đầu một kế hoạch mới trong công việc hay cuộc sống đơn giản như là thay đổi môi trường làm việc học một bộ môn mới hoặc thực hiện một dự án mà bạn đã ấp ủ từ lâu sử nữ nên duy trì liên lạc với một vài người bạn cũ không chỉ giúp bạn ôn lại kỷ niệm xưa cũ mà đôi khi còn có những thông tin giá trị đấy tuy nhiên chiêm tinh không khuyến khích bạn quay lại với người yêu cũ nếu xử nữ nhận ra cơ thể mình đã có sự thay đổi theo hướng tiêu cực thì bạn nên tìm cách điều chỉnh lại sớm kẻo không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn tác động tới cả sức khỏe nữa đấy. Con số may mắn của xử nữ ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 16 và 90. Bảy, cung thiên bình thiên bình xuất hiện đột ngột theo cách bất thường bạn sẽ cố gắng sắp xếp lại thói quen hàng ngày của mình để có thể tận dụng tối đa thời gian trong ngày mặc dù việc lập kế hoạch rất dễ dàng nhưng việc thực hiện chứng hơi khó đó nha thiên bình còn đang độc thân có thể các bạn sẽ có được những bước đi chủ động giúp các mối quan hệ có tiến triển tốt và dễ gắn bó thân thiết hay tiến xa hơn một chút có thể các bạn sẽ cần đến những giải pháp ấn tượng biết đâu nó sẽ giúp bạn sớm có được điều mình mong muốn thứ sáu này thiên bình sẽ coi sức khỏe là ưu tiên số 1. Bạn sẽ là người khôn ngoan khi vạch ra một số chế độ tập luyện cho bản thân và khắc sâu ý thức kỷ luật trong việc duy trì nó. Con số may mắn của thiên bình ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 23 và 45. 8. Cung bọ cạp bọ cạp có tâm trạng tích cực hơn mọi ngày, luôn hướng tới những điều tốt đẹp khi mặt trăng tam hợp với sao mộc. Hôm nay, bạn sẽ là một hình mẫu của sự xuất sắc. Bạn sẽ đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh trong công việc ngày hôm nay vì năng lực của bạn là điều không ai có thể phủ nhận được. Chòm sao này thấy mình thiếu thời gian để dành cho người thân. Một số người quá bận rộn việc riêng tư nên đến cả buổi tối cũng không bỏ ra thời gian để đi hẹn hò với người yêu hoặc bạn bè. Bọ Cạp cần phải trưởng thành, không thể trẻ con mãi được. Đôi lúc cần hạ bớt cái tôi xuống thì đầu óc mới thư thái được. Con số may mắn của bọ Cạp ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 03 và 67. 9. Cung nhân mã nhân mã giàu cảm xúc hơn mọi ngày và thấu hiểu cho sự bất hạnh của người khác. Mặt trời chiếu sáng hơn, bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng vô biên. Duy trì tốc độ này trong khi bạn làm việc ở văn phòng nhé. Nhân mã có thể phải chủ động ứng phó nếu điều gì đó không hay xảy ra hoặc xảy ra sai sót. Khuyên nhân mã nên để người yêu của mình quyết định các sự kiện cho buổi tối hôm nay. Điều này sẽ làm cho cả hai bạn hạnh phúc. Trong gia đình bạn cũng nên tôn trọng người lớn tuổi, đừng cãi ngang. Nhờ tâm trạng tốt và sức khỏe của nhân mã được nâng cao, bạn có thể hoàn thành các công việc thường ngày tốc độ cực nhanh. Con số may mắn của nhân mã ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 11 và 23. 10 Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng Ma kết thường xuyên chịu căng thẳng quá mức. Bạn ít nhiệt tình và thực dụng hơn trong cách tiếp cận công việc và các vấn đề liên quan. Một số kết muốn nghỉ việc hoặc từ bỏ nhiệm vụ hiện tại vì thấy không còn phù hợp với mình nữa. Cung Hoàng đạo này dễ phản ứng quá mức hoặc đi đến cực đoan do tác động của những lời nói tiêu cực. Ma kết nóng tính, không thích người khác xen vào chuyện riêng tư của mình nếu mà kết không thận trọng trong chế độ ăn uống của mình thì còn lâu sức khỏe mới được cải thiện. Con số may mắn của ma kết ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 45 và 77. Mười một, cung Bảo Bình tử vi 12 tròm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình suy nghĩ chín chắn hơn bình thường cấp trên sẽ đánh giá cao tài năng và sự đóng góp của bạn vào sự tiến bộ của công ty bảo bảo luôn hỗ trợ mọi người xung quanh hết mình mà không có lời than vãn trách móc bảo bình sẽ dành thời gian chất lượng cho thành viên trong gia đình và gặp gỡ những người bạn cũ chòm sao này chuẩn bị làm quen với môi trường mới sẽ gặp thêm nhiều người bạn mới Thời tiết mùa này lúc mưa lúc nắng, đến người có sức đề kháng tốt còn dễ ốm nói gì người đề kháng yếu như Bảo Bình. Hãy nâng tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ và uống nhiều nước mỗi ngày nhé. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 23 và 68. 12, cung song ngư tử vi ngày mới, tâm trạng song ngư mạnh dạn và tự tin hơn mọi ngày, bạn đang được vũ trụ bảo vệ đó nha. Ngư Nhi luôn cố gắng hết sức để thực hiện các kế hoạch của mình. Bạn sẽ thấy mình đang phải vật lộn để tìm ra động lực để giải quyết những công việc lặp đi lặp lại. Vào buổi tối, song ngư sẽ mặc trang phục đẹp nhất của mình và sẵn sàng để có một buổi hẹn hò với người mình yêu. Hãy luôn nhớ rằng, bạn xứng đáng nhận được nhiều như bạn cho đi. Song Ngư là người giàu cảm xúc hơn những người khác và bạn luôn ghi nhớ mọi thứ nhưng đừng để ý đến những lời bàn tán vớ vẩn làm tâm trạng tụt dốc nhé. Con số may mắn của Song Ngư ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 35 và 67.